Vâng, xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị khán giả của Đồ Gỗ Mộc Nam Huy. Hôm nay cơ sở bên em sẽ cùng giao lưu với quý anh chị về cái chủ đề đó là đồ gỗ nội thất đang trong gọi là thời kỳ suy thoái. Đó, có đúng không? Đó. Và hôm nay thì cơ sở bên em cũng đang chuẩn bị bàn giao một bộ bàn ghế và một chiếc kệ tivi. Chuẩn bị bàn giao cho anh khách hàng tại tỉnh Bình Dương. Thế thì đến với cái chủ đề đó là đồ gỗ nội thất và các cái sản phẩm khác, thì liệu có đúng là đang trong thời kỳ suy thoái không? Thì em tin là câu hỏi này sẽ có nhiều quý anh chị cũng đã biết được câu trả lời, đó là hoàn toàn chính xác. Trong một thời điểm kinh tế khó khăn, mọi người thấy rằng là chiến tranh thì triền miên, đúng không ạ? Đó, giá vàng thì lên gọi là liên tục lập đỉnh. Đó, và các cái sản phẩm mà tiêu dùng hàng ngày thì lại có cái xu hướng là rất là ế nha quý chị nha, rất là chậm. Đồ gỗ nội thất thì nói chung là nó cũng vậy thôi. Nó cũng bắt buộc phải đi theo các cái ngành nghề xây dựng và đi theo các cái ngành nghề khác. Thế cho nên là cái việc bảo là nó chậm là điều rất chính xác, không sai. Tuy nhiên thì có thể nói với quý anh chị một điều rằng đó là cái thời kỳ này nó là cái thời kỳ đúng chính xác hơn, thì nó là cái thời kỳ mà thanh lọc thì nhiều hơn, đúng hơn là thời kỳ gọi là suy thoái quý anh chị. Thay vì bây giờ chúng ta vẫn thấy rằng là có khoảng là, ví dụ là có khoảng 10 cơ sở sản xuất, 10 cơ sở kinh doanh, thì bây giờ nó sẽ chỉ còn tồn đọng lại, gọi là còn lại được khoảng chừng đâu đó là khoảng chừng là 2 đến 3 cơ sở thôi. Nó sẽ lọc đi rất là nhiều, và nó lọc đi những cái sản phẩm và lọc đi những cơ sở không có đủ cái khả năng và năng lực cạnh tranh. Thì mình có thể lấy ví dụ như là cạnh tranh về vấn đề là chất lượng. Đầu tiên là chất lượng. Khi mà những cái sản phẩm mà quý anh chị biết rằng là ở một cái thời kỳ mà ai cũng cần đồ gỗ, đúng không ạ? Nhà nào cũng xây, nhà nào cũng cần những cái sản phẩm mới. Thì những cái sản phẩm quảng cáo lên thì rất là dễ bán. Đó, đăng lên là có người mua, đăng lên là có người hỏi ngay. Nhưng mà ở một cái thời kỳ hàng chậm như này, khách hàng sẽ thông minh hơn, khách hàng sẽ để ý hơn và sẽ phải chắc chiu những cái cơ hội cũng như là cái đồng tiền của mình. Cho nên là khách hàng người ta sẽ từ từ quan sát, người ta tham khảo những cái cơ sở nào thực sự uy tín và những cái sản phẩm nào thực sự có chất lượng thì người ta mới mua. Đó, cho nên thì đây sẽ là một thời kỳ thanh lọc của quý anh chị nhé. Anh chị nào thấy là những cơ sở nào mà người ta vẫn bán hàng được thì tất nhiên hàng hóa của người ta vẫn cứ chạy, vẫn cứ bán bình thường. Đó, còn những anh em nào mà hàng chậm thì tất nhiên vẫn cứ là chậm thôi. Đó, thế thì chia sẻ một chút cho mọi người về những cái vấn đề gọi là điều kiện kinh tế, nói chung là vi mô chung trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Còn với xưởng em thì phải nói với quý anh chị rằng một điều may mắn dành cho cơ sở khi mà các sản phẩm thì chúng em làm lên liên tục và vẫn được khách hàng quý anh chị ủng hộ liên tục. Bằng chứng thì quý anh chị thấy là xưởng em vẫn chất hàng liên tục nhé. Anh em thợ chúng em là vẫn đi giao. Đó, và với cái đơn hàng này thì trong buổi chiều nay em cũng sẽ trực tiếp đi giao cho khách luôn. Đó, bộ ghế cột 12, tay lân nguyên khối, mặt ván dày 2,5 phân, chân 14, được đóng hoàn thiện với tiêu chuẩn chỉ có là 23 thôi tại xưởng em. Đó, còn bên trong này thì chúng em làm những cái bộ ghế thuộc tiêu chuẩn 25 là mẫu nghê, nó có cái trường nghê cao hơn. Và đây là những cái bộ mộc chúng em vừa ra quý anh chị nhé, một cái lô hàng mẫu mới. Thực ra thì nói là mẫu mới thì nó cũng đúng và nó cũng chưa đúng. Đó, đúng ở chỗ thì nó là một cái mẫu nâng cấp rất là nhiều những chi tiết. Đó, còn không đúng thì thực ra là cái mẫu này nó cũng đã sản xuất rồi. Đó, nói chính xác ra thì đây là một cái mẫu tiêu chuẩn nâng cấp của cơ sở em. Đó, và quay qua cho mọi người coi về cái bộ ghế này. Đó, rất là đẹp, tay lân nguyên khối, mặt ván dày. Đó, và chân 14 cực kỳ đẹp. Đó, xe thì chúng em đã cho anh em là chuẩn bị ở đây. Đó, gỗ tràm bông vàng lõi, nhưng mà nhìn cái sản phẩm thì nó không khác gì là gỗ quá đỏ cả. Và nhân tiện thì em sẽ quay cho mọi người chúng ta cùng xem về cái làng nghề nhá, để thấy rằng là liệu là bộ là cái việc là nhiều công xưởng đóng cửa như em nói đúng hay sai nhá. Thì ở đây quý anh chị có thể xem qua nhiều những công xưởng như này. Đó, anh em người ta cũng không cần hoạt động, bởi vì làm ra thì không bán được, hàng tồn đọng rồi
nhiều những người mà người ta còn phải chót, người ta phải vay lời vay lãi để làm thì nó lại càng khó khăn hơn. Đó, rất khó đấy quý anh chị. Đó, thời điểm này. Đó, bên này là xưởng mộc của cơ sở em đây. Đấy, mọi người có thể vào trong này để xem những cái sản phẩm chúng em làm nhé. Đây là xưởng gỗ mộc Nam Huy. Thì nãy giờ quý anh chị xem ở bên kho hàng. Còn bên này là bên xưởng mộc, anh em chúng em vẫn tiếp tục là lên hàng. Đó, dựng lên liên tục các cái sản phẩm. Đó, ở lô trước thì các bộ binh quốc đào chúng em bán hết rồi. Thì tiếp tục anh em dựng lên một lô nữa 6 bộ để phục vụ bà con ở đây. Đó, quay cho mọi người xem cận cảnh và cũng như là giao lưu với một chút với mọi người về tình hình kinh tế. Thì cũng phải nói với quý chị chúng ta rằng là khi mà chúng ta làm những cái sản phẩm, chúng ta làm đẹp, chất lượng, và khi chúng ta làm những cái sản phẩm nó đàng hoàng, tử tế, thì chúng ta không bao giờ lo hết việc, kể cả là kinh tế có suy thoái đi chăng nữa thì nó sẽ giảm đi cái số lượng khách hàng, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà cái nhu cầu sử dụng thì tất nhiên là không thể nào bảo đến một ngày nào đó mà khách gọi là không còn mua đồ gỗ nữa. Đó là chuyện bảo là rất là khó, đúng không ạ? Trừ khi bảo là có cái vấn đề gì đó nó xa hơn cơ. Chứ còn về kinh tế thì mô hình chung toàn thế giới thì nó vẫn cứ vậy. Đó. Dạ vâng, cái cốt yếu nhất của mình vẫn cứ là cái sự thật cũng như là những quảng cáo nó rõ ràng. Những cái sản phẩm mà giới thiệu lên cho khách thì nó phải đúng như quảng cáo, và làm những cái sản phẩm nó phải đúng chất lượng. Thế thì công việc của chúng ta vẫn cứ thế là phát triển thôi. Và đó là lý do tại sao mà cơ sở chúng em đạt được cái nút vàng của YouTube. Có thể nói rằng đó là một cái nút vàng đầu tiên ở trong ngành đồ gỗ nội thất tính trên toàn Việt Nam. Đó, chứ không riêng gì ở một cái vùng miền nào hết quý chị. Thế cho nên rằng là cũng là chia sẻ cho quý anh chị khán giả cũng như là cùng những anh em trong nghề, để chúng ta cùng nhau yên tâm, chúng ta cố gắng, chúng ta phát triển cái sản phẩm của mình, phát triển cái thương hiệu cũng như là nâng cao cái chất lượng, giá cả. Chúng ta có thể làm sao cho những cái sản phẩm càng ngày nó càng chất lượng hơn. Thì chính chúng ta đang giúp bản thân mình cũng như là giúp cho làng nghề đi xa hơn. Đó, còn những cái sản phẩm mà thuộc những tiêu chuẩn tầm thấp thì khi quảng cáo giới thiệu thì anh em chúng ta cũng cứ nói rõ là hàng tầm thấp, đó, tiêu chuẩn giá thấp. Rồi các cái hàng gỗ công nghiệp, gỗ rán thì anh em quảng cáo thì chúng ta cũng cứ thật thà. Bởi vì khi chúng ta thật thà là chúng ta đang giúp chính chúng ta và giúp chính làng nghề. Đó, những cái sản phẩm như là phủ vân gõ đỏ thì chúng ta cứ quảng cáo là phủ vân gõ đỏ cho nó chắc đi. Chứ đừng có quảng cáo qua loa úp mở theo kiểu là tủ vân gõ đỏ hay là tủ gõ đỏ giá rẻ này kia. Vừa làm mất đi cái uy tín của mình, vừa làm cho cái làng nghề cũng như là làm cho cái thương hiệu đồ gỗ của chúng ta mai một và ảnh hưởng đến những cơ sở khác. Đó là một trong những cái bí quyết cơ sở chia sẻ cho anh em trong nghề cũng như là quý khán giả gần xa. Quý anh chị khi mua đồ gỗ thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta tham khảo những cơ sở sản xuất, tham khảo cái sản phẩm đúng gỗ đúng chất lượng và tham khảo đúng cái cơ sở sản xuất thật, nhìn những cái sản phẩm và kiểm tra. Đặc biệt là chúng ta có thể mua từ mộc, kiểm tra và ký nhận trước khi sơn. Đó là một trong những bí quyết cốt lõi để quý anh chị chọn được những sản phẩm đẹp và chất lượng. Ở xưởng chúng em thì chúng em làm trọn gói từ khâu sản xuất tới khâu giao hàng cho khách, và chúng em bao trọn gói, cho nên là tất cả những cái khâu chúng em làm đều rất là khép kín. Tất cả những quy trình chúng em làm là để luôn luôn là mong muốn đem cho khách hàng là những cái lợi nhất. Đó. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video kế tiếp, và chúc mọi người một ngày tốt lành.